Báo cáo các bác này, tôi đã bảo là cái đường mòn này là nó ra đến bờ sông. Thế là cô ấy hỏi bảo thế trong ấy có gì không? Thì tôi bảo là trong ấy thì chỉ có nhà ông Tắc ở cạnh nhà ông Tị thôi. Thế mà cô ấy vẫn tưởng thật, cô đi vào. Tí nữa là thấy đi ra đây. Thế còn bảo không thấy nhà ông Tắc ông Tị đâu. Đúng là người đời. Lại quanh ra. Ui giời, đi lên đến đường D này, nó nhiều chuồn chuồn lắm. Đúng là chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, mà bay vừa thì râm. Hôm nay chuồn chuồn nó bay vừa, trông rất đẹp luôn. Bây giờ quê là rất nhiều chuồn chuồn nhé, bởi vì người ta nuôi dươi nuôi cái ấy, là không có một tí thuốc thực vật nào, chống thực vật nào. Đấy, không có tí thuốc bảo vệ thực vật, cho nên là nó không bị ô nhiễm. Chuồn chuồn nó nở ra nhiều lắm. Con chuồn chuồn thì vòng đời của nó là từ trứng mà nở ra con ấu trùng của nó là con xin cơm. Con xin cơm nghe đâu là lột đến 17 lần, xong rồi đến lần thứ 17 thì mới ra con chuồn chuồn. Đấy, sau khi con chuồn chuồn nó bay lên trên này thì nó lại đi tìm bạn tình, xong rồi nó lại đẻ xuống nước. Vòng đời của một con này là hình như là 4 năm đấy. Vòng đời 4 năm nhưng mà chủ yếu là 3 phần 4 thời gian là con ấu trùng ở dưới nước. Thế ngày xưa cứ bắt cái con xin cơm ấy, xong rồi đánh dậm bắt về kho ăn ngon lắm, dẻo quẹo luôn. Ngày nay thì cũng ít người bắt được. Thế đến khi vào đến trong làng thì loành quành đi qua một cái nhà thờ, tuy nhỏ nhưng mà cũng khá đẹp. Thế và chúng tôi lại tiếp tục với hành trình đạp xe của mình trên quãng đường D. Ngắm những phong cảnh rất tuyệt vời và thú vị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Làng xưa quê tôi xưa bao mái tranh, dân quê nghèo chăm lo cày cấy.